Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Nhà Đẹp Kaito. Hôm nay công ty chúng tôi xin giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn một mẫu nhà vườn mái Thái được thiết kế theo phong cách tân cổ điển cho một gia chủ ở thành phố Lạng Sơn. Căn nhà này được chúng tôi thiết kế trong thời gian là 30 ngày. Ra được một bộ hồ sơ kiến trúc, hồ sơ kết cấu, hồ sơ điện nước và một bộ hồ sơ dự toán. Tổng giá trị của căn nhà là 1 tỷ 300 triệu đồng. Chúng ta cùng ngắm qua phần phối cảnh công trình. Khi mà chúng ta đi từ ngoài vào, chúng ta sẽ thấy công trình nổi bật là hệ mái Thái được trang trí theo lối tân cổ điển trông rất là đẹp và rất bắt mắt. Phần mái chính chúng tôi có hệ phần mặt tiền chúng tôi có ba hệ mái, bao gồm một mái chính này đấy và hai mái phụ, một mái phụ ở phần sảnh chính và một mái phụ ở phần ban công của gác nửng đó. Thì chúng ta dễ dàng nhận được là công trình này công trình gác nửng bởi vì chúng ta có một gara ở tầng 1 và một phần ban công gác nửng tầng 2. Và tầng 2 này chúng ta thể là phòng ngủ hoặc phòng thờ các bạn nhé. Đấy. Các đường này rộng hay bé tùy vào nhu cầu của gia đình. Và phong cách như này cũng đang rất rất được ưa chuộng và nhiều gia đình đang hướng theo xu thế này, nhìn rất là đẹp và rất bắt mắt. Nó hoàn toàn khác biệt so với những công trình mái Thái một tầng khác. Đấy, trông nhìn rất là cao và rất là khỏe khoắn. Nó kết hợp với hệ 5 cấp như này nữa thì sẽ rất là nổi bật và rất là cao. Chúng ta mà nhìn từ phía ngoài xa thì có thể cao bằng công trình 2 tầng các bạn nhé. Đó. Về phần trang trí chúng tôi trang trí theo lối đơn giản, đấy, có hơi hướng tân cổ thôi. Đó là phần mái chính này, chạy phào. Ở chính giữa chúng tôi đắp nổi cái hệ gạch nó gạch thẻ này, gạch thẻ đen trông rất là đẹp và rất bắt mắt. Ở hai phần trang trí ở phần sảnh chính cũng như là phần các đường tầng 2 chúng tôi trang trí theo kiểu mái vòm, đấy, trông rất là đẹp. Và phần bên trên chúng tôi cũng ốp gạch thẻ ở giữa, nhưng khác biệt phần mái chính thì chúng tôi có ốp gạch đá vào đây, ốp đá các bạn nhé. Đấy, trông rất đẹp và rất bóng bẩy. Đấy, còn chính giữa chúng tôi trang trí gạch ốp tương tự phần mái chính thì sẽ tạo nên sự đồng nhất, cân đối, hài hòa giữa ba hệ mái với nhau. Cái hệ mái vòm này là cái biểu tượng đặc trưng cho cái phong cách tân cổ điển các bạn nhé. Đấy, cũng như hệ cột cũng thế, chúng tôi cũng thiết kế hệ cột tròn phào chỉ rất là nhiều đó. Phần chân cột chúng tôi sơn màu giả đá và màu này cùng với màu của chân móng của công trình các bạn nhé, trông rất đẹp và rất hài hòa và rất là cân đối. Khi mà chúng ta nhìn vào tổng thể công trình này, màu sắc đằng sau nó phải hài hòa, không bị rối, nhưng khi kết hợp với nhau cũng phải đẹp và nổi bật đó. Thì chúng ta thấy một hệ một bên là sảnh chính này đấy, một bên hệ gara và phần sảnh ban công trông rất đẹp và rất bắt mắt đó. Chúng ta cùng qua một góc khác của công trình. Thì đây góc phía bên trái của công trình này, góc này chúng ta thể thấy này, phần gara chúng tôi có mở cho anh hai hệ cửa sổ đây. Đấy, có mái chéo che bên trên và phần bên hông là các cửa sổ phòng ngủ, tất cả đều có hai mái chéo rất là đẹp và rất bắt mắt. Cùng với đó chúng tôi có một hệ mái rất là to phải quán ở đây để làm sao mà nó cân đối cho cái công trình. Cái công trình này đặc điểm rất là dài đấy, nếu mà chúng ta làm thuôn từ trước về sau thì sẽ rất là xấu. Thay vì thế chúng tôi đã tạo cho anh một hệ mái ở đây đấy, sẽ trông công trình rất là đẹp về mặt hình khối đó. Phần trang trí như này chúng tôi trang trí giống với phần mặt trước và góc này chúng ta có thể thấy này, màu sắc của công trình nhá, đồng nhất với nhau từ hệ màu ngói và trang trí cho phần chân móng này đó, trông rất là hài hòa và rất là đẹp đẽ. Một công trình ấy, đẹp thứ nhất là hình khối, thứ hai là những chi tiết rất nhỏ nhắn và rất là xinh xắn thôi, không phải chúng ta cứ đắp thật nhiều, vẽ thật nhiều, rắc rối thật nhiều thì mới đẹp, không phải như thế các bạn nhé. Nó phải sự hài hòa cân đối giữa chi tiết với nhau, làm sao mà khi kết hợp với nhau nó phải bổ sung cho nhau và tạo nên một căn nhà đẹp hoàn hảo. Đây là góc phía bên phải công trình. Đấy. Công trình này thì có chiều dài đất rất là dài, nhưng mà chiều rộng đất rất là hẹp, nên là chúng tôi phải xử lý bằng cách đó là có hệ mái phụ ở đây. Đấy. Rõ là không có đất đúng không? Nhưng chúng tôi vẫn xử lý để có thể tạo ra hệ mái con ở đây, trông sẽ đỡ đơn hiệu hơn và đẹp hơn, rất là hài hòa. Đó, các bạn thể quan sát nhìn tổng thể khối công trình rất là đẹp và rất là hài hòa. Thì đây là góc từ trên cao các bạn nhé. Đấy.
Góc này chúng ta sẽ nhìn thấy bao quát được sân vườn cũng như là không gian cây cối trong khuôn viên của ngôi nhà. Và chúng tôi đây dựng mô phỏng các bạn nhé, còn thực tế đất nhà anh sẽ hẹp hơn. Đấy. Công trình cổng hàng rào như này chúng tôi làm free hỗ trợ các bạn ạ. Đấy. Để anh tưởng tượng dễ hơn. Đấy. Trông rất đẹp và rất hài hòa. Rồi, thì với phong cảnh như thế này thì các bạn đang rất thắc mắc là phần mặt bằng như thế nào, thì tôi cũng giải thích rất nhiều lần rồi. Cái phần mặt bằng ấy thì nó tùy thuộc vào công năng của mỗi gia đình. Thứ nhất là hướng đất, tuổi, rồi là xung quanh các thứ, hàng xóm láng giềng có vấn đề gì không, phía trước phía sau có chùa chiền thì không. Thì các bạn công năng ấy, thì tất cả gia đình hầu như không có nhà nào giống nhà nào. Đấy, thì tôi cũng khuyên các bạn để nên tham khảo phần phối cảnh bên ngoài. Khi mà chúng ta ưa thích mẫu như này thì bảo kiến trúc sư thiết kế theo cái lối phong cách cũng như là cái hình dáng tựa tựa như thế này nhưng phải phá cách đi. Còn phần mặt bằng là phần đối với kiến trúc sư phải xử lý. Đấy. Thì đây, mặc dù không phải để tham khảo nhưng các bạn thể tưởng tượng xem một công trình như này thì bên trong nó bố trí như thế nào. Thì đây phần mặt bằng công năng các bạn nhé. Đấy, tôi để dưới 3D cho bạn dễ hình dung. Đây, sảnh đi vào đây, phòng khách rất là rộng đây. Đó, phòng này phòng thờ các bạn nhé. Đây là gara. Chúng tôi có một cầu thang này. Đấy, đi lên phòng thờ như này. Dưới chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ. Đây. Đây là phòng vệ sinh khép kín các bạn này. Thì gia đình nhà anh yêu cầu tách riêng phòng tắm và phòng vệ sinh. Thì đây là phòng tắm và đây phòng vệ sinh này, hai phòng tách riêng ra. Còn đây là phòng vệ sinh khép kín cho cái phòng ngủ này. Không gian bếp ở đây rất là rộng rãi. Phòng ăn đây. Đấy. Thì công trình này rất là dài các bạn ạ, dài tận 17 mét. Mặt tiền công trình là 7 mét các bạn. Tôi sẽ tính phần tường thôi. Thì các bạn có thể tham khảo, bởi vì một phần phối cảnh, một công trình ấy có phối cảnh thì chúng ta có thể tham khảo rất là nhiều. Còn mặt bằng công năng ấy thì chúng ta bắt buộc phải tính toán và xử lý sao nó hài hòa nhất về mặt công năng, phong thủy cũng như là đất xung quanh nhà mình. Chứ mà bạn ốp nguyên mặt bằng như thế này vào được nó sẽ không đúng. Đấy. Đây chúng tôi mô phỏng phần 3D. Thì cũng tiện luôn thì công ty chúng tôi đang là một trong những đơn vị hàng đầu có áp dụng công nghệ diễn họa có 2D và 3D. Tức là sao? Tức là khi các bạn mà lên phương án cũng như là khi mà đưa cho bác thợ thi công ấy thì tất cả đều có 3D để hình dung trực quan và rất là dễ dàng. Nó thay cho những bản vẽ chỉ có 2D, chỉ những con số mà chúng ta không thể hình dung được cái hình khối 3D của nó như thế nào. Đấy. Thì các bạn khi mà lựa chọn đơn vị thì cũng lưu ý điều này. Hỏi trước là có đo đạc đất bằng Flycam từ trên cao hoặc cũng như là dùng công nghệ mới nhất hay không. Đấy. Thì đây những cái mà rất phát triển các bạn có thể học hỏi cũng như là tận dụng những đơn vị mà có công nghệ này. Đấy. Thì các bạn hãy ngắm lại một nữa trước khi mà chúng tôi dừng buổi review ở đây. Đấy. Và tổng dự toán công trình là 1 tỷ 300 triệu đồng các bạn nhé. 1 tỷ 300 triệu đồng. Đây đơn giá của gia đình tự thi công và nó có chênh theo từng khu vực, từng địa phương. Bởi vì là mỗi khu vực có một cái đơn giá nhân công khác nhau. Đấy. Cũng như vật liệu mỗi chỗ nó cũng chênh nhau một chút. Khi mà công trình lớn như này, một chút thôi cộng lại sẽ rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, các bạn lưu ý. Rồi, và buổi chia sẻ đến đây là xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video chia sẻ tiếp theo.